là chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả những cái đồng hồ, những cái bảng đồng hồ rồi là cân bằng vân vân rất là nhiều, những cái nao bàn cũng có này, một chiếc xe địa hình, phải nói là đây là một mẫu xe mà địa hình đấy, xe ngồi khá là rộng rãi và chạy rất êm nhá mọi người nhá, đồ đạc gì nguyên bản cực nhiều luôn anh chị và các bạn nhá. Loa đài, loa súp đầy đủ, màn hình camera nồi, tất cả mọi thứ có hết, không thiếu thứ gì cả. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng em đến phần chi tiết của chiếc xe này nhé. Toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Xe Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019 lịch dương, thì bọn em vừa mua về được mẫu xe cực kỳ là đặc biệt, Mitsubishi Pajero sản xuất năm 1993, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, và chiếc xe nguyên bản 100% anh chị và các bạn nhé. Tôn vỏ không bị mục mọt, không han rỉ, không rỉ sét, sơn si không xuất sẹo, không bị nõm hay là không bị mất bất cứ một phần keo chỉ nào. Và với chiếc xe này thì chủ xe là một chủ xe đi khá là dữ và mới lắp thêm một dàn lốp đã phải tầm khoảng chục triệu rồi. Và chúng ta nhìn thấy xe đẹp đến từng cái chi tiết của cái phần ốp na răng cũng như là na răng của xe. Đó, lốp mới cả dàn anh chị và các bạn nhé. Chúng ta nhìn này, đấy, rất là sâu, sâu tầm này luôn. Con xe này nội thất thì gần như là chúng ta sẽ không tìm thấy chiếc Mitsubishi Pajero nào mà đẹp hơn chiếc xe này trên thị trường, gần như là không còn, rất chi là hiếm. Sơn tây còn nguyên bản đến 70-80% chiếc xe này nhé. Xe 7 chỗ ngồi, động cơ 3.0. Con xe này nằm máy xăng hai cầu anh chị nhé. Và em xin thông báo cho anh chị và các bạn là với mức giá là hợp lý nhất thôi. Chiếc xe này của em sẽ bán mức giá là 135 triệu đồng và có gia lộc cho anh chị và các bạn. Thế thôi, còn chiếc xe này thì anh em nào may mắn là mới mua được này. Nội thất chúng ta nhìn thấy nội thất ghế da xịn nguyên bản từ nhà sản xuất này. Đồ nhựa tắp ni đẹp như mới. Vô lăng thì chúng ta nhìn thấy vô lăng nguyên bản nó này. Đấy. Màn hình VCD, camera nồi mà đầy đủ hết và có điều hòa rất mát anh chị nhá. Hai cầu chạy cực kỳ là sướng luôn anh chị nào mà ở gần, chúng ta có thể đến trực tiếp cửa hàng, địa chỉ đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ em Minh, số điện thoại 0966668121. Đây. Tắp ni tắp nô chúng ta nhìn thấy đẹp không ạ? Giá chỉ 135 triệu đồng mà thôi là chúng ta có cái mẫu xe để chúng ta đi phượt, đi chơi, đi gia đình, chở con cháu đi chơi, hoặc chúng ta đi câu cá, hoặc có một cái mẫu xe để đi rừng, đi núi, đi dãy, thì cái mẫu xe này hoàn toàn là lốp treo nhá anh chị nhá. Đây, hàng ghế sau đây chúng ta nhìn thấy này. Đây, hàng ghế sau thì chúng ta thể nhìn thấy là nó có cái này. Đây, nó có thể kéo ra được. Đây, kéo ra đây. Đấy. Sau chúng ta sập đây thì đây là hàng ghế thứ 7 nhá mọi người nhá. Còn đâu là chúng ta treo lên thì không gian để đồ cực kỳ là rộng, và con này đồ nhựa đồ sau nó không có chở đồ đạc, không chở dầu dĩ gì, cho nên cái đồ nhựa nó rất đẹp, chúng ta chỉ đẹp đến từng chi tiết nhỏ, từng cái keo chỉ của xe cũng như là kể cả về phần máy móc, khô loang không một giọt dầu nào anh chị và các bạn nhé. Máy không một giọt dầu nào luôn. Giá 135 triệu đồng mà thôi ạ. Đó. Xe không một lỗi nhỏ nhá, gầm bệ không bị mục mọt tí nào luôn. Đây. Pajero vẫn là một cái mẫu xe cực kỳ lành. 4 tổng năng hạ kính đầy đủ. Gương kính chỉnh điện hết. Đây, anh em nào mà ưng chiếc xe này thì liên hệ cho ngay cho em để chốt nhá. Đây này. 4 tổng năng hạ kính, gương kính chỉnh điện hết này. Trần may 3D rất là rộng luôn. Con này anh em ngồi 80-90 cân, ngồi hoàn toàn là không bao giờ bị bó đâu nhá. Và con Corona Atis thì em cọc rồi, thì nhà em cũng mới về tiếp tục con Hyundai Santa Fe này. Giá là 180 triệu đồng thôi. Thì tí nữa em sẽ quay cho anh chị và các bạn cùng xem. Đấy, con Pajero giá 135 triệu đồng đây ạ. Chiếc xe mang tên tư nhân, rút hồ sơ sang tên thoải mái anh chị nhé. Đây này, đồ đạc chúng ta nhìn này, đẹp đến trừ từng cái chi tiết nhỏ luôn. Này, gạt này, tất cả những cái đường núm vặn của nó không bị vỡ biết một cái gì cả. Và đồ nhựa rất là tươi. Cốp kiếc mở bên trong ra coi như là sáng trưng. Đấy, các bạn thấy không? Em sẽ nổ máy lên cho anh chị và các bạn cùng xem nhé. Máy đề phát nổ luôn. Và điều hòa em nói rồi, điều hòa nó rất mát.
Và con xe này nó dựa cái dòng xe địa hình, cho nên chúng ta nhìn thấy là có la bàn các thứ này, có cầu kia hiển thị trên đây hết rồi. Máy nó nổ cực kỳ là ổn định và dòng này anh em có thể chạy phượt Bắc Nam được thoải mái nhé. Đây, quý vị anh chị và các bạn đang xem máy của nó đây. Máy của nó khô loang, chúng ta sẽ không nhìn thấy bất cứ một cái đầu nào cả. Máy nó nổ rất là ổn định anh chị nhá. Và toàn bộ những cái đường răng này, đường răng, đường diếc của nó, em nói rồi, nó nguyên bản sơn tây còn đến 80% trên chiếc xe này cơ. Cho nên anh chị và các bạn là sử dụng cái mẫu xe Mitsubishi Pajero này thì hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, chúng ta nhìn thấy vàng ươm này. Đấy, để từng chi tiết nhỏ luôn. Xin chào và hẹn lại quý vị anh chị và các bạn lần sau. Và anh chị có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em mình số điện thoại 0966668121 để chốt chiếc xe này nhé. Đây là về cái phần sau của xe thì quý vị anh chị và các bạn nhìn thấy này, ở đây là có một cái rơ móc này để chúng ta có thể kéo kiếc này. Chúng ta nhìn thấy nó nhìn cũng rất là gọn gàng và xe được bọc, nó được tất cả đằng trước sau nó mạ crôm, nó bằng nóc ốp nóc hết, nhưng mà chủ xe dán lại để chống xước này. Nắp ở thêm cái cổ bô cho nó đẹp hơn và lốp treo, camera lùi đầy đủ đây. Xe nguyên bản đến từng chi tiết và những cái ốp để bảo vệ cái mắt đồ chơi riêng cho cái dòng xe này. Đây, lốp nắp chúng ta nhìn thấy này, dày 4 cả quả bậc lên xuống các thứ luôn. Đấy, anh chị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé.